Tưởng đầu tiên sẽ là về gây tê bệnh nhân sau khi gây tê 3 phút nha. Gây tê 3 phút nhưng rút kinh ở 3 phút để chờ thuốc tê có tác dụng và để tiến hành nhổ bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng đầu tiên như sau. Trường hợp thứ nhất, anh Cường ơi, anh Nam ạ, à? Em ngứa anh ạ. Anh ngứa đâu anh ơi? Em ngứa hết ở bụng với đùi. Xin phép anh để xem cái vùng ngứa. Ngứa ở bụng đùi. Rồi trường hợp là gì? Trường hợp là nhìn thấy các vết ngứa nó nổi lên nấm chấm li ti đỏ hết vùng bụng vùng đùi, thì trường hợp này chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ? Đấy là giới thiệu là cái này là xin được gì ạ? Xin được chỉ điểm một chút trên Cường ở đây là trường hợp 1 trong phản vệ độ 1 là gì ạ? Biểu hiện da ở niêm mạc. Thì khi có biểu hiện da niêm mạc thì chúng ta làm gì ạ? Nào bây giờ kiểm tra xem là bệnh nhân có triệu chứng khác không, anh hỏi đi. Anh ơi, ngoài cái ngứa này anh có khó chịu gì không? Em không, em chỉ ngứa ngứa thôi. Không ngứa khó chịu. Mỗi ngứa. Bệnh nhân nói là mỗi ngứa thì sao ạ? Hoan được không? Em ơi. Hay là kiểm tra bệnh nhân cho anh nào? Ôi chào em ơi. Đấy, bắt đầu ra thì sao ạ? Sẽ mang cái huyết áp ra, sẽ mang cái monitor ra để cặp cho bệnh nhân. Hỗ trợ đi em, hỗ trợ đi lại đó. Em ơi, mang sẵn ra đi. Thôi đừng nói vào. Để cho nó nhớ. Nào. Ok, nào chuẩn bị hết đồ rồi. Nào kẹp monitor báo đi. Kẹp monitor trước em. Kẹp monitor rồi. Tay nào kẹp monitor đo ép tay kia hoặc đo cùng tay cũng được. Làm đó nha. Tay chống bên này sẽ hơi sẽ kẹp sang tay bên này, được chưa? Ok, bây giờ hiện tại huyết áp của bệnh nhân là 120/70, mạch 83 lần phút, SpO2 99%. Ok. Theo dõi 5 phút liền liên tục. Anh thấy thế nào? Anh ơi, anh Nam ơi, anh thấy thế nào? Em thấy bình thường ạ, em chỉ thấy mỗi ngứa. Thế là ngứa ạ. Nào. Cái gì trường hợp này là thích. Anh ơi, bây giờ anh đang có dị ứng phản vệ độ 1 với thuốc tê rồi. Thì bây giờ em sẽ dùng thuốc để điều trị cho anh và nói hết các triệu chứng khó chịu, anh đồng ý không ạ? Vâng, tôi đồng ý ạ. Nào, tiêm thuốc gì nào? Nào, được bằng Dimeron. Tiêm bao nhiêu? Cái này là bác sĩ chỉ định hay em tự lấy? Nào, trường hợp là bác sĩ chỉ định hay em tự lấy? Theo cái thông tư 51 này, tất cả các nhân viên y tế đều phải biết, chứ không thể chờ được cái trường hợp không anh Cường hay như thế nào, đúng không? Cái trường hợp không anh Cường đi, thì em sẽ tiêm cái gì đầu tiên? Dimeron. Bao nhiêu ống? Một ống. Tại sao lại một ống? Bệnh nhân là 70 cân. Sao lại một ống? Tại là em chưa... Ok, thuận lợi nhá. Về đọc lại thông tư rồi xem tiêm bao nhiêu ống nhá. Rồi, sau khi tiêm đi mê là 2-3 phút, anh Cường sẽ hỏi lại nào. Anh ơi, bây giờ anh thấy thế nào? Anh có khó chịu gì không? Em bây giờ thấy đỡ hơn một tí rồi ạ. Ngứa có giảm không anh ơi? Đỡ hơn rồi ạ. Ok, đến trường 1 chỉ phản vệ độ 1 thôi, phản vệ độ 1 thôi. Nhưng mà đến độ 2 thì sao? Anh ơi, em bây giờ đau bụng quá. Nồng ra luôn. Thì sao ạ? Đấy. Đây là dấu hiệu thứ hai trên cơ quan thứ hai rồi. Rồi, tiếp tục từ từ đã. Nếu em không nôn, không đau bụng. Anh Cường ơi, em đau ngực quá ạ. Anh đau ở đâu mà, xin hỏi đi. Anh nào em đau đâu? Em đau trước tim này. Đấy, thì sao ạ? Nó sẽ tim mạch. Còn nếu mà đau ngực ở vị trí khác thì chúng ta lại nghĩ trường hợp khác. Ví dụ như này, em đau ở sau lưng, nếu em đau ở nách, những loại khác, nếu đau ngực. Đau ngực là trước tim, đúng không ạ? Đau ngực tim. Em đau mực lắm, em đau đau đến như bóp nghẹt ấy. Em chuẩn bị. Rồi sao? Bây giờ đã có hai triệu chứng đúng không? Thì không thể bảo bác sĩ gì nữa. Đã có hai triệu chứng rồi. Thì sao ạ? À, đây tiêm như nào ạ? Nào, thật tiêm nào. 1/2 ống tiêm bắp. Rồi, tiêm bắp sau bao nhiêu phút thì nhắc lại nếu các triệu chứng không thiên giảm. 2-3 phút sau lại tiêm nhắc lại lần nữa vẫn không đỡ thì sao? Tiêm tiếp lần thứ 3. Ừ, thế lần thứ 3 không đỡ làm nhỉ? Lúc đấy là trị tim mạch tuần hoàn thì mình sẽ ép tim luôn. Trị tim mạch luôn. Bây giờ trường hợp nhá, sau khi tiêm 3 lần rồi là bệnh nhân sao vẫn kêu đau ngực. Bên kêu đau ngực là gì? Nó là yếu tố chủ quan của bệnh nhân. Thì chúng ta phải làm việc khác, đó là mình theo dõi monitor và kiểm tra bằng huyết áp để xem bệnh nhân có đáp ứng không. Monitor kiểm tra bây giờ mạch là 92 lần, mạch sẽ nhanh hơn một tí nhá. Khi tiêm vào đây mạch sẽ lên rất là nhanh. Tiêm xong có thể lên 120/130 nhưng mà sẽ xuống cực kỳ nhanh, sao nó bán giảm rất là nhanh. Thì mạch sẽ xuống bình thường 100 thôi rồi, 95/90. Có huyết áp 120/70. Đã uống thuốc, ok, là xong. Trường hợp thứ hai là gì? Anh ơi, mạch bây giờ chậm lắm, có 70/80 thôi. Làm nào ạ? 70/80 chú ý.
Mày nói không chậm lắm là người nào hại anh thì 70-80 không phải là chậm. 70-80 là bình thường. Huyết áp bao nhiêu? 120/7 à? Ok, bình thường, đúng không ạ? Hỏi nhân. Anh ơi, bây giờ huyết áp của anh bình thường thôi. Mạch cũng bình thường, FPO anh bình thường. Thôi anh thấy đỡ hơn chưa? Lúc mình hỏi đấy là gì, chấn an hay là gì, các cái chỉ số anh em ổn. Nên có thể là số lặng lo âu, đúng không ạ? Thì phải động viên rồi, trao đổi lại người ta, phải quan sát người ta. Ờ, anh đỡ hơn được, anh đỡ hơn được rồi ạ. Đấy đỡ hơn được, chỉ là hơi ngứa thôi. Thế ạ, đấy là mình phản, xử trí phản vệ. Xác định luôn là gì? Từ độ 2 trở lên, dùng luôn adrenaline, được chưa ạ? Dùng luôn adrenaline, chứ còn đừng có phân vân nữa, đi lô, đi mê, là tiêm solo để làm cái gì? Tiêm solo không làm được gì cả, không cứu bệnh nhân, phải adrenaline luôn, nếu bệnh nhân phản vệ. Và nhắc lại thêm một lần nữa cho mọi người nhớ này, nó cực kỳ là hiếm gặp khi phản vệ trước tiên rồi đi. Nó hiếm lắm, nhé, phải nhớ, hiếm lắm, nhưng mà mọi người cứ tự tin mà làm, nó cực kỳ hiếm. Rồi, tập đến trường hợp thứ hai, sau khi gây tê 3 phút, bệnh nhân cơ quá này, thế hỏi em đi. Anh Nam, anh thấy thế nào cho người rồi? Tự nhiên, anh đắng miệng quá. Đắng miệng? Ừ, một là gì? Khi nó đắng miệng ra, một là thuốc tê ấy, nó chảy qua mô, chảy vào cuống họng nữa. Đắng miệng. Thế anh đắng miệng ở đâu? Đắng ở đầu lưỡi à? Hay đắng ở cuối lưỡi? Anh hỏi đi. Vâng, anh đắng miệng ở đầu lưỡi hay anh đắng miệng cuối lưỡi? Em đắng hết cả miệng rồi. Bây giờ còn tê tê miệng nữa anh ạ. Bắt đầu đấy, là nó lắp rồi. Giật mình. Bắt đầu nhìn xuống bệnh nhân, cái biểu hiện rung giật cơ, nó phải rung đúng hình này. Nó không được rung hình nào gì cả. Ngay ban đầu đấy. Lipid em ơi. Thôi, chú lipid. Cái người thứ ba này làm gì ạ? Oxy em ơi. Ra gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu. Bệnh nhân chưa kêu khó thở. Tùy xem bệnh nhân làm như thế nào thì mình mới cho khó thở, cho oxy không khó thở nhé. Lấy cái kim cát. Nào, bây giờ xem kim của bác sĩ Cường lấy được lipid trong bao nhiêu lâu và tiêm được lipid trong bao nhiêu lâu nào. Cẩn thận nhé, không được chọc tay ấy. Bấm giờ. Hỏi anh đi thế nào? Anh ơi, anh bây giờ anh vừa thấy người nào anh ơi? Anh Nam ơi. Em phải là chóng váng ơi. Em lấy lipid nào? Rồi, sau khi 20. Nào, bây giờ lấy ven. Nó chửi Cường luôn. Lấy ven. Chưa lấy ven. Anh Cường sẽ hỗ trợ là gì? Không có tay. Sao? Ga luôn rộng lên. Anh ơi, anh nói một đăng nào. Bây giờ em sẽ anh Nam, bây giờ mình sẽ tiêm cái thuốc để giúp anh giảm cái khó chịu nhá. Vâng ạ, anh tiêm cho em đi ạ. Rồi, bắt đầu tiêm. Đừng tì. Trong quá trình tiêm này, quan sát cái bệnh nhân là gì, là xem các cái triệu chứng nó nặng hơn không, hay là bệnh nhân đáp ứng với thuốc hay không. Anh Nam hít sâu thở đều nhá. Anh Nam hít sâu thở đều, bình tĩnh anh nhá. Nó sẽ nhẹ nhàng dần anh nhá. Em vẫn tức vực anh ạ. Rồi, bình tĩnh nha. Ít sâu thở đều. Rồi, anh Cường sẽ quan sát. Anh Cường sẽ đang quan sát. À đây. Chưa, bệnh nhân này chưa kêu khó thở phải không? Nó chưa kêu khó thở, từ từ đấy. Em phải tích cực rồi. Đó, cứ anh hỏi tiếp đi. Anh Nam, bây giờ trong người anh thấy thế nào rồi? Em vẫn tích cực anh ạ. Em tích cực khó chịu lắm. Rồi, bây giờ anh Cường có thể tìm một người đang ở ngoài để hoàn thiện rồi, giải thích rồi. Bạn này đang tiêm rồi, sao anh làm đường truyền luôn, bảo thằng này nặng rồi. Tiêm từ nãy giờ rồi và sau đó không đáp ứng thì lập đường truyền luôn. Đường truyền em ơi. Còn anh kia đang giải kia đang gọi cấp cứu rồi, bạn kia đang giải anh còn sai này bốn người mất rồi, đường truyền mất rồi. Sau khi tiêm xong nào, tiêm xong chưa? Xong là 50, em cứ cho là 50 ạ. Cứ cho hết đi, chị cứ tiêm hết đi. Con chết à? Rồi, cho hết đi, bắt đầu theo được đường truyền thì chúng ta truyền một lượng như nào ạ? Xả kia mới được 50, chúng ta tiêm cho là 250 đây. Đúng không ạ? Chúng ta tiêm tổng cộng 100ml chứ không phải chúng ta tiêm 2 lần, mỗi lần 50ml mà lần 1 lần 2. Tiêm liên tục. Tức là 2 cái bơm đấy liên tục. Thậm chí là vẫn giữ nguyên cái kim đó phải không ạ? Giúp còn mỗi bơm thôi, kim vẫn cắm nguyên ở đấy chứ không phải rút bố cái kim ra không chạy đi bơm thuốc. Lại đúng không ạ? Hoặc là anh Cường sẽ làm gì ạ? Ở ngoài có hút thuốc để cho bạn ấy thay mỗi bơm thay bơm để bơm thuốc. Ok, sau khi tiêm xong thì chúng ta đang duy trì truyền liên tục cái lipo. Nó nhắc lại xem nào, liều truyền lipo như nào ạ? Bệnh nhân 70 cân. À 100ml. Bao lớp 100ml đầu.
Duy trì 2 tăng bảo truyền duy trì như thế nào sau đó con lớp? 1,5 đồng như là dưới 70 cân, còn trên 70 cân là 250 ml. Đúng rồi, 200 đến 250. Nhưng mà sao ạ? Kệ bố nó, không quan tâm thể tích, không quan tâm tốc độ. Xả luôn chai này. Còn 1,5 là tính cho trẻ em hoặc là người dưới 75 cân, à 70 cân thì là 1,5 ml một cân. Hỏi em đi thôi. Anh Nam ơi, em thấy thế nào rồi? Em đỡ hơn đấy anh ạ. Anh còn thấy cái gì khó chịu hay không, hoặc là anh còn tức cực không, hỏi những câu hỏi gì mà bệnh nhân nói với chúng ta, hiểu không ạ? Em tức cực, em khó thở, em đau bụng, em buồn nôn. Hỏi lại, anh còn tức ngực, anh còn khó thở, anh còn buồn nôn không? Anh còn tức ngực, anh còn khó thở, anh còn buồn nôn không? Anh còn khó chịu gì khác không? Em hơi tức ngực một tí thôi anh ạ. Bây giờ không thấy buồn nôn đâu, chỉ hơi tức ngực thôi. Ok, mọi thứ nào nhìn nào, mạch bây giờ 8-5 lần, ok, mạch đang rất là bình thường. Đo huyết áp, sau đó kiểm tra huyết áp 130/7, ok, nó bình thường. Nghĩa là gì? Bệnh nhân đang đỡ dần rồi. Và sao? Chúng ta bắt đầu đến trường hợp thứ hai. Sau khi volume 100 ml, ok chưa? Đang duy trì 250 lít. Anh Cường ơi, anh khó thở quá nhỉ? Oxy em ơi. Nào, nó sẽ làm như nào nào? Ôi. Nào, bắt đầu không cuống nhá. Đầu tiên bệnh nhân đang kêu khó thở, FPO2 là 93%. Chúng ta cho bệnh nhân thở gì ạ? Oxy kính như cái dây đâu? Dây đây. Không phải dây này. Khó thở quá chị ơi. FPO2 93% vẫn giữ nguyên. Khó thở quá. FPO2 85. Mạch bệnh nhân tăng lên 100 lần trong phút. Nào sao? Khi thiếu oxy, tim đập nhanh hơn, cung cấp nhiều oxy cho vào hơn thì tim tăng lên. Ok, là oxy rồi. Em thấy khó thở lắm. Em mệt rồi, bệnh nhân lịt đi rồi. Nào, bệnh nhân lịt đi rồi. Bệnh nhân lịt đi rồi. Gọi như em đi, anh gọi em đi nào. Nam ơi, Nam ơi. Không gọi như thế, gọi như nào. Nam ơi. Đúng rồi. Gì. Rồi, anh này. Đó, chỉ đi lại thôi. Rất là đau. Nam ơi. Thế nào em ơi? Ôi, không biết gì rồi. Nào, khiêng xuống luôn. Đây xuống em. Rồi, dây, dây, bỏ dây ra. Nào, bỏ ra. Bóng, lan lấy bóng. Rồi, nối oxy đi, bóng không có oxy thì tác dụng gì nào? Bóp chậm thôi. Anh đi em ạ, bóp lại. Quan sát lồng ngực, bóp lại. Bóp từ từ. Không như thế nào. Biên độ nào? Biên độ vừa phải, thời gian cũng vừa phải, cái gì? Không bóp quá nhanh, không kết thúc quá nhanh để làm gì ạ? Để nó kịp đưa oxy vào đến phổi đấy chứ. Hiểu không ạ? Nào, bóp 2/3 ống. Bình thường chị thở. Thế à? Bóp như thở. Bóp như đúng rồi, em tìm tiếp. Ai thở cho ông? Nào, một người còn lại đâu? Vừa mới đi kia hả? Còn lại anh, bắt mạch đi. Lấy sẵn thuốc. Bẻ sẵn rồi, đã ngừng tuần hoàn là bẻ liên tục đi. Hồi tiêm. Bẻ tất cả các ông. Sau 2 phút, bệnh nhân vẫn chưa có mạch trở lại. Không bẻ hết. Chưa có mạch trở lại. 2 phút rồi, thì làm gì không? 30. Mệt. Rồi, bệnh nhân cử động chân tay. Bắt đầu bắt mạch. Cửa động chân tay rồi. Nào, quan sát ngoài cho đi. Mạch của bệnh nhân bây giờ hiện tại là 117, FPO2 92%. Cái đáp đo đến về xưa này rồi. Báo đi, với chỉ số huyết áp là tương xứng. Nào, huyết áp là 106 rồi, ok. Bệnh nhân hiện tại đã có tuần hoàn trở lại rồi. Tiếp tục còn gì ạ? Vẫn duy trì truyền cái này. Chưa, chuyển bỏ cái mắt ra, không bóp, để mắt ở trên ngàn à. Oxy vào, bây giờ oxy gọng vào. Oxy kính. Rồi, anh Cường động viên an ủi nhé nào. Nam ơi. Em thấy người thế nào rồi? Nam ơi. Em thấy vẫn mệt lắm. Rồi, vẫn mệt lắm, nhưng mà sao? Em khấn cái chỉ số của anh gái. Nó sẽ phản ánh gì ạ?
Nó ổ là gì? SPO2 là sao ạ? Nó ở trên 90%. Được chưa? Thứ hai, mạch thì sao ạ? Mạch nó dao động 90-110. Rồi đấy, đang làm như thế, em chuẩn xét nhá. Ơ, có cứu đến rồi đây. Xong rồi thì sao ạ? Có cứu đến rồi thì làm gì ạ? Báo cáo tình trạng với... Báo cáo cái gì không? Báo cáo ở đây. Mất thời gian. Anh ơi, chuyển lên cáng nào. Đấy, mình sẽ nhanh chóng cùng nhân viên y tế cấp cứu cho anh cá khiêng ra xe. Rồi, ví dụ đây là bà vợ, đây là người đang lễ tân ở ngoài thích. Chị ơi, bây giờ hiện tại anh cấp cứu cho anh, bây giờ là anh đã đỡ hơn rồi. Bây giờ chị em mình cùng vào viện để xem anh như thế nào. Đấy, đi cùng, mình phải đi cùng người ta. Rồi, trường hợp thứ hai, xe cấp cứu đến rồi nhưng mà sao? Vẫn đang ép tim. Và tiêm cặp monitor là cái gì? Vẫn không đỡ. Vẫn đang ép tim. Vẫn đang ép tim. À, giờ đây đâu? 30 phút rồi, vẫn đang ở đây. Nào, 30 phút tiêm. Rồi, tiếp tiếp. Rồi, đang tiêm ARV, đang ép tim. Rồi, xe cấp cứu đến rồi. Có chậm thôi. Xe cấp cứu đến rồi thì làm sao ạ? Chuyển lên. Đặt cáng xuống đã, vẫn không được dừng được ép tim. Vẫn tiếp tục ép tim bóng bóng. Ừ, bình thường. Đặt cáng xuống đã rồi. Bắt đầu khiêng nó sang cáng. Khiêng nó sang cáng thì sao ạ? Vẫn phải ép tim. Ép tim trên cáng rồi. Đúng rồi, cái cáng thì sao? Nó có bánh xe. Hiểu không? Áng bánh xe thì không phải là hai ông ngồi trong khiêng này đâu. Khiêng đến chết à? Sao? Anh Cường, bác sĩ nghĩ rằng ép tim chính. Nếu đã mệt rồi thì sao ạ? Đúng rồi. À, bây ép tim sao? Nằm vào tay rồi, đổi lăn ép đi. Nhà đi ra. Mọi người đây này, ép 3 là chu kỳ là gì? Mình không quen, mình ép ít, mình không đổi được người thì sao? Mình sẽ mệt, thì người bóp bóng và người ép tim đổi với nhau. Được chưa? Nào, cầm bóng thế ạ? Cái này tay thuận giữ mát, tay thuận giữ mát. Ờ, tay trái. Đúng rồi, tay không thuận bóp bóng. 50. Bỏ tay ra để xem giận đúng không? Đây là ra đèn mô. Rồi, chúng ta tiếp. Sờ mạch đi. Mấy cái gì mà vấn đề là gì? Rồi, đấy, chưa? Nếu mà cái mát này sao nó hở thì không khí không đi vào được. Chúng ta cũng phải bỏ tay ra thì phải quan sát là xem là mình có di động không, đúng không? Chứ còn này bây giờ cứ che thế sao? Mạch đập rồi. Bệnh nhân này sống rồi thì sao ạ? Bỏ cái mát ra luôn cho oxy vào. Kính. Rồi, đo huyết áp luôn, kiểm tra sau khi nó có mạch trở lại, sau khi ngừng tuần hoàn thì cái tim nó hoạt động lại trở lại chưa? Hay là cái mạch này là gì? Mạch là do mình ép tim hay mạch là do mình dùng ARV lên đi? Có ép bao nhiêu? 100-60. Nhìn nhanh thế, nó không đánh được. Thì thắng là 60, ok, tốt rồi. Tốt rồi thì sao ạ? Đến lúc này sao? Nếu mà nhân viên y tế chưa đến nhé, thì lập đường truyền nữa, đúng không? Để xả nhanh dung dịch 9/1000 hoặc bất kỳ cái dung dịch nào cửa hàng có được. Nếu được hết 9/1000 sao ạ? Chuyển đường 10, kể đường 10 được nhé, đồng chí nhé. Chuyển đường 5, được không ạ? Chuyển dung dịch cao phân tử. Mục đích là gì? Nâng số lượng tuần hoàn lên. Vậy là gì ạ? Bệnh nó phải sống rồi. Và nhắc thêm lần nữa là phải kể cả kỳ hôm qua, chúng ta chỉ gặp ngộ độc là chính thôi nhé. Và có những trường hợp là gì ạ? Nó ngộ độc cũng chỉ mức độ nhẹ thôi. Các triệu chứng sẽ thoáng qua và không điển hình, được không ạ? Thoáng qua và không điển hình. Thế nên là mọi người, em sẽ gửi lại cái slide đó. Mọi người chỉ cần nhớ về là gì ạ? Lượng hypofluorin dùng cho bệnh nhân khi ngộ độc bolus là bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Trong trường hợp bệnh nhân bao nhiêu cân ạ? 70. Rồi, bệnh nhân dưới 70 cân thì chúng ta dùng hàm lượng hypofluorin với là hàm lượng nào ạ? 1,5 cái gì ạ? 1,5 ml/kg. Ok, vậy thì sau bao nhiêu lâu thì chúng ta được phép bolus lại liều tiếp theo? 2-3 phút. Đúng rồi, 2-3 phút. Sau khi bolus liều tiên xong thì chúng ta cần làm gì ạ? Đúng rồi, truyền duy trì như thế nào ạ? Đúng rồi, chú ý này, xả cái gì? Xả, mình không cần để ý tốc độ bao nhiêu, cứ xả đi. Mình có hai lọ thôi, cứ xả hết đi. Đúng không? Chuyển hết. Xe đến rồi. Trừ cái trường hợp, mọi người chú ý là trừ trường hợp là trẻ quá bé. Ví dụ như những đứa trẻ chỉ 12-13 tuổi thôi, đúng không ạ? Thì xả cả chai này với tốc độ lớn như vậy thì sao? Nó chỉ có từ 20 cân chẳng hạn, thì cái lượng dịch này nó vào quá nhanh thì nó lại gây biến chứng phù hồi cấp. Thì đối với những trẻ em thì liều này sao giảm bao nhiêu lần? Cái này bài này em chưa nói.
thì theo mọi người suy luận xem, nếu bệnh nhân giảm 20 cân của trẻ em thì chúng ta có liều duy trì nó giảm bao nhiêu lần? Hơn một nửa. Rất tiếc mọi người là cái liều duy trì vẫn giữ nguyên. Đúng rồi, cho thể chậm hơn chứ chúng ta không xả nhanh để tránh biến chứng phủ phổi cấp do quá tải tuần hoàn, hiểu không ạ? Thì nó giảm thuốc cổ truyền xuống chỉ 30 giọt cũng được thôi để mình duy trì, được chưa ạ? À vâng, bác sĩ kiểm tra đồng tử bệnh nhân là giãn tối đa rồi thì là sao? Nó giãn tối đa nhưng mà gì ạ? Giãn nhá, bởi vì sao nó giãn? Bởi vì nó ức chế thần kinh nên đồng tử nó giãn, tức là chưa hẳn nó chết não nữa đồng chí nhá. Nó chả chết não, mình ép tim đúng kỹ thuật sau 15 đến 20 phút thì sao ạ? Tim đập trở lại, tái tim máu trở lại thì sao? Bệnh nhân có thể có tổn thương não vì thiếu oxy, nhưng mà sao ạ? Bệnh nhân sẽ sống được, họ sẽ sống được và họ sống được, chúng ta cũng sống được, được chưa? Thì bài thực hành ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi, thì rất đơn giản. Bởi vì sao ở phòng khám mình ấy, thì cấp cứu thì sẽ chỉ về cái này thôi, đúng không ạ? Nó không thêm được cái gì khác. Thì em mong tất cả mọi người ở đây nắm rõ một là gì ạ, làm thế nào chẩn đoán được bệnh nhân để phản vệ hay là ngộ độc, và trong cái trường hợp của sao mình không phân biệt nổi nữa thì chúng ta phải làm cái gì, đúng không ạ? Làm cái gì ạ? Là xử trí theo pháp đồ. Và xử trí theo pháp đồ như nào thì hôm nay đã giảng mọi người rồi, mọi người cũng đã có thể nhớ được rồi. Còn nếu không nhớ được thì đọc lại bài. Thứ hai là gì? Để làm sao để giảm thiểu những nguy cơ tai biến thì các bác phòng tránh rồi, lượng thuốc nhỏ nhất để đạt được mục tiêu T là đúng không ạ? Chúng ta test tất cả đi, giải thích các nguy cơ cho bệnh nhân. Khi khủng hoảng truyền thông nổ ra, khi tai biến con nổ ra thì tử vong không làm gì. Thế em đã hướng dẫn rồi, thì số điện thoại thì bấm đã có rồi, thì bấm ngày xưa mọi người nhé. À. Thì bất kỳ lúc nào mọi người làm thủ thuật, nếu xảy ra bất cứ các triệu chứng gì, nghi ngờ hay gì đó, thì có thể gọi điện ngay cho em được. Nhưng mà người gọi điện nhé, cả tất cả mọi người xuống gọi điện, một người thôi. Bởi vì sao những người còn lại tập trung vào cứu bệnh nhân, phải làm một cái gì đó đi, chứ không thể không làm gì và khoanh tay những người chết được, hiểu không ạ? Thì qua những triệu chứng điện thoại em có thể giúp mọi người hơn, hoặc là mọi người tự tin là mình gì. Mình làm chắc rồi, ok, mình nó không hề khó. Mình cứ làm đúng theo pháp đồ. Và những gì tập ngày hôm nay thì chỉ khoảng 1 tháng, 2 tháng chúng ta có thể diễn tập lại để cho nó chỉnh chu hơn. Và anh nghĩ đây là cái tai biến duy nhất mà có lẽ là phòng khám mình làm. Chứ còn cái tai biến mà hiện tại bây giờ tai biến là hiện nhổ răng, mà tụt cái răng rơi ở cuống họng, thì thường thường là gì ạ? Nó sẽ rơi ở thực quản. Nó sẽ không rơi ở khí quản mấy đâu. Còn nếu mà xác định nó rơi ở khí quản ấy thì bé sẽ không chết ngạt ngay lập tức được. Bởi vì sao vậy không ạ? Đúng rồi, cái đường khí người ta ấy nó không thể nào bịt kín hết được cái khí quản. Nhưng mà nó sẽ có cái phản xạ. Đúng rồi, phản xạ gì gây co thắt phế quản. Ho dữ dội. Lúc này thì làm sao ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm hay là hướng dẫn cho cả người cấp cứu trường hợp dị vật của bệnh nhân rơi vào đường thở trong quá trình chúng ta làm sao. Thì khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đầu tiên thì chúng ta làm gì ạ? Nghiêng. Không. Cúi nghiêng không thể nào đưa được cái dị vật ra. Em lích ạ. Đúng rồi, em lích. Cúi và nghiêng không thể nào vừa được dụ vật kia trong lòng thể ra. Nào, ai biết phép đích nghe nào, ai thực hành em xem nào, xem đúng chưa nào. Làm đi.